Mấy bạn có biết tại sao mà người già hay bị còi xương co rút lại, mà nó thí dụ chiều cao 1m75 mà còn xuống 1m65 khi già không? Đó là thiếu vitamin D mọi người. Mà ai cũng nói là uống vitamin C sẽ giúp ngăn ngừa loãng xương rồi xương chắc khỏe. Mà thiệt tình nói là có lẽ có nhiều người chưa biết vitamin D có vai trò rất là quan trọng trong việc hấp thu canxi và phosphat từ ruột và làm vững chắc xương. Nếu thiếu vitamin D sẽ khiến cơ thể phải lấy ngược canxi từ xương để sử dụng lại, còn khiến xương mềm yếu đi nữa, biến dạng lầy và còi xương ở trẻ em mà loãng xương ở người lớn. Thành ra uống canxi mà thiếu vitamin D cũng như không uống mà thôi à. Thấy vậy chứ vitamin D đó tăng cường miễn dịch đó, nói chung là một người cần 400 đến 1.000 IU vitamin D mỗi ngày luôn á. Ở đây có bạn nào nghĩ rằng là vitamin D là ra phơi nắng là có không? Mà thật sự không phải vậy đâu nha. Nếu mà ánh nắng tốt thực chất luôn á, từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, mà thực chất ở trong khoảng thời gian đó tia UV rất là mạnh, mà đi ra ngoài nắng thì mình bịt kín mít hết trơn à, thì kiếm vitamin D cũng rất là khó, nó không có hấp thu được tại một lớp áo ngoài rồi. Mà nếu mình dùng kem chống nắng nữa sẽ không hấp thu được nữa, tại vì lớp kem chống nắng đã chống được cái tia UV và vitamin D nó không hấp thụ được cơ thể mình. Thực chất là những đồ ăn hay là trái cây đó sẽ có những vitamin như A, B, C hay là kẽm gì đó sẽ có trong đồ ăn, thức ăn trái cây ha. Thực chất vitamin D nó sẽ có trong thức ăn nhưng mà có rất là ít, mà chỉ có một số thức ăn giàu vitamin D như là cá biển, tức là mình ăn nó với một số lượng nhiều. Hoặc ví dụ là một cái lòng đỏ trứng có khoảng 20 UI vitamin D, tức là mình phải ăn 20 cái trứng đó mới đủ 400 UI vitamin D mỗi ngày. Thật ra phần lớn vitamin D được tổng hợp từ da khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, mà mình đi ra ngoài nắng như thế mình trùm kín mít rồi nó sẽ không được hấp thu được vitamin D đâu. Nói tóm lại là vitamin D trong thức ăn rất là ít, không bao giờ đủ cho nhu cầu và chỉ có phơi nắng mới đủ, cho nên không có ánh nắng thì phải uống vitamin D. Đây là thực phẩm chức năng của nhà DHC, một viên như thế này là chứa 1.000 IU vitamin D. Theo quan điểm của mình đó, thì mình có thể sử dụng một bịch này là tới 2 tháng, thì mình có thể nghỉ 2 hoặc 3 tháng mình sử dụng lại. Cũng tùy vào số tuổi và thể trạng của mỗi người nên các bạn có thể là nhắn tin riêng cái trang DHC để cho nhân viên và trình dược viên tư vấn các bạn kỹ hơn nha. Cái gì cũng vậy, mình uống một số lượng vừa đủ rồi mình ngưng một thời gian, mình tránh tình trạng là dồn với cái số lượng nhiều quá nó sẽ gây hại ngộ độc cho mình. Tính ra một bịch như thế này là 60 viên sử dụng cho 2 tháng liền chỉ có 150 ngàn thôi, tính ra là tốn có 2.500 mỗi ngày thôi, là ngăn ngừa được cái bệnh còi xương, loãng xương và bút xương sau về già đó cả nhà. À mọi người đừng có nói là cái giá như thế này là mắc nha. Bây giờ có nhiều sản phẩm trên thị trường lắm, mọi người có thể chọn sản phẩm nào cũng được, nhưng mình thấy nhà DHC là sản phẩm rất là ok. Sản phẩm của nhà DHC này là của Nhật Bản, được nhập khẩu và phân phối tại Nhật Bản về Việt Nam, cả nhà cũng yên tâm chất lượng sản phẩm này có trên thị trường cũng rất là nhiều. À cũng là vì cái thứ bỏ vô họng, bỏ vô bụng mình mỗi ngày thì đừng có hà tiện. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thuốc thay thế chữa bệnh, tùy vào cơ địa của mỗi người mà có hiệu quả khác nhau. Cả nhà có tới công chuyện hay không thì mình có để sản phẩm mình dưới giới hạn, cả nhà có thể bấm vào để tham khảo.